Nếu như ở miền Bắc nổi tiếng với đỉnh núi Phan Xipang, miền Trung nổi tiếng với đỉnh núi Bà Nà Hiêu, thì miền Nam của chúng ta có đỉnh núi Bà Đen, được mệnh danh là nóc nhà của Nam Bộ, bởi đây là đỉnh núi cao nhất miền Nam đó các bạn. Với độ cao gần 1.000m và thời gian gần đây được sự đầu tư phát triển du lịch mạnh mẽ bởi tập đoàn Sun Group, một ông chùm trong làng cáp treo của Việt Nam, đã khiến nơi đây có sức hút mãnh liệt hơn bao giờ hết. Vậy du lịch đến núi Bà Đen, các bạn sẽ được trải nghiệm những gì? Trải nghiệm đầu tiên đó chính là đi tuyến cáp treo hiện đại kéo lên đỉnh núi. Đây là hệ thống cáp treo một dây kéo từ chân núi lên đỉnh núi với độ dài 1.847m. Ở đây các bạn sẽ được check-in với một nhà ga có thiết kế rất ấn tượng, được kỷ lục Guinness công nhận là một trong những nhà ga lớn nhất thế giới, thiết kế mang tính biểu tượng của ba ngọn núi lớn ở Tây Ninh. Núi Bà Đen chắc hẳn đã rất quen thuộc với rất nhiều thế hệ bởi nổi tiếng có ngôi chùa bà linh thiêng và huyền bí với những câu chuyện truyền thuyết ly kỳ. Hàng năm có rất nhiều người đến đây để hành hương, để cầu may mắn, làm ăn thuận lợi. Ngoài viếng chùa bà, các bạn còn được chiêm ngưỡng cảnh quan hùng vĩ ở độ cao 1.000m trên đỉnh núi, có thể nhìn bao quát được thành phố Tây Ninh. Và đặc biệt các bạn còn được ngắm tượng Phật bà Tây Mỗ Đà Sơn đạt 2 kỷ lục Guinness, đó là tượng Phật bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi do kỷ lục Guinness châu Á trao tặng. Kỷ lục thứ hai là tượng Phật bà bằng đồng cao nhất Việt Nam tọa lạc trên đỉnh núi, được tổ chức kỷ lục Việt Nam trao tặng. Phải nói là tượng Phật này rất là lớn và đẹp luôn đó các bạn. Trên đỉnh núi này, các bạn còn được hưởng trọn cái không khí se lạnh cực kỳ đã với những thảm hoa trải dài dưới chân tượng Phật bà. Và vào những lúc thời tiết có nhiều mây, các bạn sẽ cảm nhận được sự rõ rệt của không khí ở đây. Phía dưới chân tượng Phật bà là một kho tàng Phật pháp rất đặc biệt, được gọi là khu trưng bày nghệ thuật Phật giáo. Ở đây các bạn sẽ được trải nghiệm một thước phim nghệ thuật về Phật pháp rất là đẹp luôn, được gọi là vũ trụ trong quan niệm của Phật giáo, thông qua công nghệ chiếu phim mapping với các thiết bị trình chiếu âm thanh hiện đại hàng đầu trên thế giới. Ngoài ra, ở các tầng là nơi trưng bày những phiên bản mô phỏng nhiều tác phẩm nghệ thuật Phật giáo kinh điển, trong đó có nhiều pho tượng nổi tiếng của Việt Nam và cả thế giới, cùng với hàng trăm hiện vật có ý nghĩa với sự phát triển văn hóa Phật giáo qua nhiều giai đoạn và thời kỳ khác nhau đều hội tụ tại khu trưng bày này. Ở khu vực này, các bạn còn được check-in với cột mốc đánh dấu độ cao của ngọn núi Bà Đen. Tại đây, mình sẽ được ngắm toàn bộ khung cảnh của tuyến cáp treo trải dài từ chân núi lên đỉnh núi. Và bên trong nhà ga trên này sẽ có một nhà hàng phục vụ buffet trưa, giúp cho du khách có thể nạp thêm năng lượng để khám phá toàn bộ đỉnh núi Bà Đen và tượng Phật bà cao nhất châu Á. Và đó là toàn bộ những điều chúng ta sẽ trải nghiệm trong video này. Bây giờ mời các bạn cùng đi khám phá chi tiết với mình. Hãy nhấn like video và đăng ký kênh YouTube để theo dõi những video tiếp theo của Khởi nha. Khởi xin chào các bạn, mình đang có mặt tại khu vực phía trước cổng khu du lịch núi Bà Đen của thành phố Tây Ninh, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 8 km, cũng khá là gần và di chuyển dễ dàng. Mình chỉ mất khoảng 20 phút để đi đến đây. Đây là khu vực phòng vé để các bạn mua vé cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen. Ở đây sẽ có hai option cho các bạn lựa chọn. Option 1 là vé cáp treo một tuyến lên đỉnh núi kèm với buffet là 450k cho một người. Option thứ hai bao gồm cả hai tuyến cáp treo, đó là lên đỉnh núi và lên cả chùa bà kèm theo buffet là 650k cho một người. Tất cả đều là vé cáp treo khứ hồi nha các bạn. Ở đây mình sẽ chọn option 1 thay vì option 2. Lên chùa bà mình sẽ đi bằng đi bộ, vì bạn bán vé này bạn tư vấn là đi bộ khoảng 30 phút thôi các bạn, cũng khá là gần, vừa tiết kiệm mà vừa trải nghiệm được dọc đường nữa, cho nên là mình chỉ chọn đi một tuyến cáp treo thôi. Một điều đặc biệt là ở phía trước phòng vé này nó có một cái công viên vườn hoa rất là đẹp luôn các bạn. Đây, bên này có cái chữ Sun World, một cái chữ rất là quen thuộc, giống như là ở Bà Nà Hiêu các bạn có thể bắt gặp được chữ Sun World này ha. Và đây là của tập đoàn Sun Group đầu tư, Sun World Mountain. Các bạn có thể thấy là cái chữ này người ta được thiết kế bằng cây cảnh ghép lại các bạn, cho nên là nhìn rất là sinh động luôn ha. Ở bên đây nó cũng có một cái biểu tượng rất là đẹp nữa nè. Đây là biểu tượng hình các trái tim kết nối lại với nhau và xen kẽ ở giữa là các chậu hoa tươi. Đẹp đúng không mọi người? Bên này thì có hai mô hình của hai chú ong chăm chỉ đang hút mật giữa vườn hoa. Ở khu vực này mọi người check-in chụp hình thì rất là đẹp luôn ha. Và đây là hình ảnh nhìn từ trên cao của khu vực vườn hoa phía trước phòng vé của cáp treo núi Bà Đen.
Ta nói các bạn ơi, đông quá trời đông luôn. Rồi là mua vé xong rồi đây các bạn. Vé mà để lên cáp treo là 250, đi lên đi xuống luôn. Và có ăn buffet luôn là 450 cho một lượt và một người ha. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nha. Và đây là nhà ga của cáp treo núi Bà Đen. Bà Đen Station ha. Nhà ga này nằm trong khuôn viên rộng gần 11.000 m2, bao gồm cả sân đổ xe hơi, công viên và hồ nước. Ga Bà Đen có công suất khai thác lên đến 8.800 người một giờ. Và đây là nhà ga chung của hai tuyến cáp treo tẻ ra hai hướng hình chữ V. Và đây là nhà ga của cáp treo núi Bà Đen. Như các bạn có thể thấy rất là đẹp và lớn luôn. Đây là một trong những nhà ga được kỷ lục Guinness thế giới công nhận là nhà ga lớn nhất trên thế giới. Và tại đây các bạn có thể thấy ở trên đây nó có một thiết kế một cái máy vòm uốn lượn, theo ý nghĩa của người ta nói đây là tượng trưng cho ba ngọn núi nổi tiếng của Tây Ninh, đó là núi Bà, núi Phụng và núi Heo. Thì ở trên cái nóc nhà của cái nhà ga, các bạn sẽ thấy được ba cái mảng vàng giống như thế này. Ba cột sống được làm từ chất liệu aluminum nhập khẩu, có khả năng chống nóng, chống cháy tốt. Chất liệu này cùng không gian rộng lớn được thiết kế hài hòa, thân thiện với thiên nhiên, đem đến cho du khách một cảm giác mát dịu khi đứng bên trong nhà ga. Và đây cũng là giải pháp thiết kế đặc biệt dành riêng cho vùng đất quanh năm nắng chan hòa như Tây Ninh. Thiết kế mái này cũng cho phép du khách có thể nhìn thấy đỉnh núi Bà Đen quyện trong mây qua hệ thống cửa sổ được bố trí ở góc cao nhất của nhà ga. Bây giờ mình sẽ vào bên trong để khám phá chi tiết bên trong cái nhà ga này nhé. Và đây là khu vực bên trong nhà ga. Khu vực sảnh lớn này có mấy cây cột rất là to luôn các bạn, được ốp gỗ nhìn rất là đẹp. Đơn giản nhưng mà thấy sang trọng ha. Ở trên đây cũng được làm bằng gỗ luôn. Và khu vực lối đi vào cáp treo cũng được thiết kế rất là đẹp, uốn lượn giống như biểu tượng của ngọn núi trên nóc nhà ga vậy đó mọi người. Cũng được ốp bằng gỗ trên thân cây luôn ha. Chào mọi người, bây giờ mình sẽ đi cái lối này để lên cáp treo ha. Ở đây họ làm rất là đẹp luôn, bằng gỗ. Rồi vào thôi. Chỗ này là shop vé nè, mình sẽ đưa vé cho bạn kiểm tra và sau đó đi vào. Vé này dùng để sử dụng đi xuống và ăn buffet ở trên nhà ga Vân Sơn ở trên đỉnh núi nha các bạn. Cho nên là mình giữ vé cẩn thận, chứ không có vé là không sử dụng được dịch vụ đâu ấy. Tiếp tục mình sẽ đi lên một cái cầu thang rất là cao để đi lên trên nhà ga. Hôm nay mình đi ngay ngày cuối tuần nên khách rất là đông, xếp hàng dài để chờ vào cabin luôn đó các bạn. Hiện tại ở tuyến cáp treo mình đi kéo lên đỉnh núi Bà Đen. Nếu mà mọi người mua vé cáp treo lên Chùa Bà thì sau khi tham quan xong trên đỉnh núi Bà Đen, các bạn phải di chuyển xuống nhà ga lại và sau đó bắt một tuyến cáp khác để nối lên Chùa Bà nha. Còn bây giờ thì đứng đợi để tới lượt vào cabin thôi nào các bạn ơi. Cabin cáp treo ở đây khá là nhỏ, chỉ chứa khoảng 10 người thôi các bạn. Nên là mình cũng khá là ngại khi mà ngồi chung có nhiều người á. Cho nên là mình đã xin mấy bạn ở đây để mình được đi một mình trong một cabin cho thoải mái đấy nè. Nhiều khi người lạ ngồi chung cabin mặt đối mặt nhau mình cảm thấy ngại lắm. Cho nên là thôi,
đi một mình cho nó thoải mái. Nói về hệ thống cáp treo ở đây thì cũng như những tuyến cáp treo khác mà mình đã từng đi, giống như cáp treo Bà Nà Hill vậy đó các bạn. Đây là tuyến cáp treo 1 giây, được xây dựng bởi công ty cáp treo nổi tiếng trên thế giới nên cũng khá an tâm về độ an toàn của nó. Tổng chiều dài của đường cáp này là 1.847m với 113 cabin hiện đại, mỗi cabin chứa maximum là 10 người một lượt. Cũng vừa phải thôi các bạn chứ không to lắm. Mình vừa mới kéo ra bên ngoài được một đoạn rồi, phía bên kia là phía dưới nhà ga ha. Nếu mà đi bộ từ chân núi lên đỉnh núi á, là mình mất khoảng gần một ngày á mọi người. Nhưng mà mình đi cáp treo thì mất khoảng 8 phút thôi, rất là nhanh và tiện lợi. Vừa được nhanh và vừa được ngắm cảnh xung quanh nữa, rất là thích luôn. Chào các bạn nha, hiện tại là mình đang trên cái cabin để lên núi Bà Nà Đen. Núi Bà Đen. Thật sự là lên đây gió, cực kỳ gió luôn các bạn. Gió quá trời luôn, nên nghe hụ 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 luôn. Để mình để cái mic ra ngoài cho các bạn nghe gió nha. Nghe chưa? Nghe gió, quá trời gió luôn. Gió mà cái cabin nó đưa qua đưa lại luôn các bạn. Cảm giác sợ luôn á, run luôn á. Wow, cảnh đẹp thật sự, rất đẹp luôn các bạn. Wow. Hơi sợ nha, hơi sợ nha. Cabin này nó đung đưa quá tại vì gió. Wow. Wow wow. Mình thì không sợ độ cao, nhưng mà gió mạnh đung đưa cái cabin đó nên mình cảm giác hơi sợ thôi. Bởi vì có một mình trong này, nếu mà có thêm 5-6 người nữa thì cái cabin nó nặng hơn, gió nó sẽ không đung đưa nhiều. Theo mình được biết thì hệ thống cáp treo này hoạt động từ năm 2020, cũng mới đây thôi các bạn, với tổng mức đầu tư của Sun Group là 3.000 tỷ đồng. Hệ thống cáp treo núi Bà Đen được thực hiện bởi sự tư vấn thiết kế của một hãng cáp treo nổi tiếng trên thế giới, đó là Dalmay Gabbaventa. Và hầu như các tuyến cáp treo khác của Việt Nam như Bà Nà Hill, Phú Quốc, Sapa, Hạ Long v.v. đều do hãng này tư vấn thiết kế đó các bạn. Công ty Dalmay Gabbaventa là một trong những công ty dẫn đầu thị trường về chất lượng, công nghệ, kỹ thuật cáp treo trên thế giới. Đến nay tập đoàn này đã có hơn 15.000 công trình cáp treo trên 96 quốc gia, thì trong đó có Việt Nam. Việt Nam chúng ta là có rất nhiều tuyến cáp treo nha các bạn. Và hầu như những tuyến cáp treo lớn nổi tiếng ở Việt Nam đều do tập đoàn Sun Group đầu tư và xây dựng, cho nên ở đầu video mình có chia sẻ Sun Group là một trong những ông trùm cáp treo là như vậy đó. Cứ chỗ nào có cáp treo là chỗ đó có Sun Group. Sắp tới ga Vân Sơn trên đỉnh núi Bà Đen rồi đó mọi người ơi. Và chúng ta đã đến đỉnh rồi các bạn ơi. Nhà ga này có tên gọi là ga Vân Sơn. Chuẩn bị vào trong nhé các bạn. Bên kia có một cái cầu thang cuốn kìa. Mình sẽ đi lên cái cầu thang đó để lên trên nhà ga chính. Ở dưới này có ghế massage nữa nè. Wow, nhà ga trên này có thiết kế rất là đẹp luôn mọi người ơi. Hoa văn, màu sắc rất là nghệ thuật luôn. Các bạn ơi, mình đã lên được nhà ga Vân Sơn trên đỉnh núi Bà Đen rồi. Một cái cảm giác đầu tiên mà mình cảm nhận ở trên này là cái không khí. Cái không khí nó cực kỳ lạnh luôn các bạn. Y chang như Bà Nà Hill vậy đó. Mình không ngờ là ở Tây Ninh mà trên đỉnh núi mà nó lạnh đến như này. Và cái nhà ga này á,
Ở trên đây nó có cái những cái hoa văn thiết kế rất là đẹp luôn, như các bạn có thể thấy nè. Đây có một cái đèn rất là bự luôn ha. Màu sắc rất là nhiều luôn. Sở hữu phong cách kiến trúc của châu Âu cổ điển và nhuộm một màu cổ tích huyền bí tại nhà ga này sẽ khiến cho các bạn có cảm giác như đang lạc vào một thánh đường cổ kính nào đó. Rất là đẹp luôn ha. Thật sự cái không khí ở trên này nó làm mình bất ngờ lắm các bạn. Những cái cơn gió nó ùa vô mặt mình, nó lạnh, nó đã lắm, cảm giác thích lắm. Wow, cái không khí ở đây rất là đẹp luôn các bạn. Mát nữa, hồi nãy mình nghĩ là ở dưới mình mặc cái áo này lên đây sẽ nực lắm, nhưng mà rất là mát ha. Và bên đây chính là tượng Phật Bà cao nhất châu Á. Tượng Phật này rất là hot trong thời gian vừa qua đó các bạn. Bây giờ mình mới có dịp để lên đây chiêm ngưỡng và thăm viếng. Thì bây giờ mình sẽ đi vòng ra bên cái sảnh, bên cái quảng trường lớn bên này để bắt đầu khám phá nha. Các bạn ơi, trên này gió rất là mạnh luôn ha. Hiện tại là Khởi đang đứng ngay quảng trường rất là lớn phía trước của tượng Phật Bà cao nhất châu Á. Và đây được mệnh danh là nóc nhà của Nam Bộ. Và từ cái góc nhìn này các bạn có thể nhìn được toàn cảnh thành phố Tây Ninh luôn. Ở độ cao gần 1.000m, ngọn núi này được xem là cao nhất miền Nam mà mọi người vẫn hay gọi là nóc nhà của Nam Bộ. Thời tiết hôm nay rất là đẹp, các bạn có thể nhìn thấy được rõ ở phía dưới luôn. Ở dưới kia có rất nhiều những cái cánh ruộng đó các bạn, và những cái nhà. Con sông rất là to luôn ha. Ngọn núi này nằm ở giữa đồng bằng như thế này nên thường xuyên xuất hiện các đám mây bao phủ với rất nhiều hình thù rất là đẹp. Và mới đây thôi, dân mạng đã săn được những bức ảnh mây cuộn ở ngọn núi rất là độc lạ như thế này. Đúng là thiên nhiên rất là hùng vĩ đúng không các bạn? Tạo ra những kiệt tác không thể nào mà con người có thể tạo ra được. Rồi, bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực tượng Phật Bà để tham quan ở bên trên đó ha. Mình sẽ đi lên nhiều tầng bậc thang như thế này nè các bạn. Có 4 bậc, mỗi bậc sẽ có một bức tượng Phật. Các bức tượng phía trước này cũng được mới đặt thời gian gần đây thôi, trước đó thì chưa có ha. Mỗi tầng sẽ có một bức tượng như thế này. Và mình cũng không biết những tượng Phật này có tên là gì nữa, nhưng mà nhìn thì giống các vị Bồ Tát ở Tây Tạng đó các bạn, Tây Tạng của Trung Quốc ha. À, các bạn ơi, hiện tại mình đang ở trên tầng 2 ha. À, là ở trên cái bức tượng thứ hai từ dưới đếm lên. Thì từ dưới đây sẽ có 4 cái bức tượng nhỏ nữa. Và ở trên kia là tượng Phật lớn nhất của núi Bà Đen. Tổng chiều cao của pho tượng là 72m, được đúc bởi 170 tấn đồng đỏ, khánh thành vào năm 2020. Và ngay lập tức, pho tượng đã đạt được 2 kỷ lục, đó chính là tượng Phật bằng đồng cao nhất châu Á và cả Việt Nam. Thật sự rất hoành tráng đúng không các bạn? Tượng Phật này có tên gọi chính thức là Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn. Trên đầu có đội vương miện chạm khắc hình Đức Phật A Di Đà, theo ý nghĩa tôn vinh trí tuệ và lòng từ bi phổ độ chúng sinh của Đức Phật với thế gian. Do là khu vực hạn chế không được sử dụng flycam, cho nên là mình đã sưu tầm một số hình ảnh chụp từ trên cao cho các bạn xem nè. Rồi, bây giờ mình bắt đầu khám phá các tầng ở phía dưới chân của tượng Phật Bà. Tầng 1 là khu vực chiếu phim về Phật giáo nha các bạn. Ở đây, các bạn sẽ được xem một video ngắn nói về quan niệm vũ trụ trong Phật Pháp. Nhưng trước khi xem, thì mọi người sẽ được phát một đôi vớ để bọc dài lại, tránh làm bẩn nơi tôn nghiêm. Rồi, đi vào thôi các bạn. Bên trên trần nhà là màn hình chiếu phim ha. Và mình sẽ ngồi ở dưới đất, ngước mặt lên trên trần nhà để xem. Màn hình rất là to luôn đó mọi người. Và ở phía trước này, người ta có trưng rất là nhiều các tượng Phật luôn. Ở chính giữa là tượng Phật nghìn mắt nghìn tai. Và hai bên là có nhiều các tượng Phật. Và mình thấy các tượng Phật này hầu như là giống nhau hết, đều được mạ đồng luôn. Tượng Phật này là bằng đồng á các bạn, có ánh vàng nữa. Và ở chính giữa đây nè, như các bạn thấy, tượng Phật nghìn tai nghìn mắt ha, rất là uy nghiêm và rất là đẹp luôn. Rồi, bây giờ mời các bạn cùng xem phim với mình, một đoạn phim ngắn về Phật Pháp ha.
đẹp quá ha. Rồi đó các bạn, mình vừa xem phim xong, cũng rất là đẹp và hay. Và bây giờ mình sẽ đi khám phá vòng vòng các tầng. Thì ở đây là nơi trưng bày các pho tượng Phật nổi tiếng trên thế giới và cả Việt Nam, cũng như là các hiện vật về Phật giáo á mọi người, từ tầng 1 cho tới tầng 3. Còn ở trên tầng 4 á, là nơi lưu giữ Xá Lợi Ngọc. Thì chút xíu nữa mình sẽ lên trên đó. Bây giờ mình đi từng tầng. Ở ngoài này có một cái hào nước rất là to nè mọi người. Tiếp tục vào bên trong này cũng là nơi trưng bày các pho tượng đó các bạn. Rất nhiều các pho tượng luôn. Không gian được trang trí rất là sang trọng và đẹp nữa. Còn đây là tầng 4, nơi lưu giữ Xá Lợi Phật bên trong. Ở đây chỉ có một khung cửa bằng kính để nhìn vào, chứ mình không được vào trong các bạn à. Nhìn kỹ dữ lắm thì mới thấy Xá Lợi Phật. Do được bảo vệ qua mấy lớp kính rồi nước nữa, cho nên là hơi khó nhìn một chút. Xá Lợi Phật là tro cốt của các vị cao tăng Phật giáo sau khi chết, được hỏa táng và đem về thờ cúng đó các bạn. Và người ta tin rằng Xá Lợi Phật có khả năng xua đuổi được tà ác trong truyền thống của Phật giáo, nên thường được lưu giữ ở nơi trang nghiêm và an toàn như thế này. Như vậy là mình đã khám phá xong khu vực tượng Phật Bà rồi đó mọi người. Bây giờ mình sẽ vào bên trong nhà hàng, bên trong nhà ga Vân Sơn trên đỉnh núi này ăn trưa. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục ra bên ngoài khám phá tiếp khu vườn hoa và khu vực check-in cột mốc độ cao của đỉnh núi Bà Đen. Đây là khu vực check-in để mình vào bên trong khu vực nhà hàng ăn trưa ha.
nhà hàng rất là rộng luôn, rất là đông khách. Khu vực trên này chỉ có một nhà hàng duy nhất bên trong nhà ga này thôi đó mọi người, cho nên là mình không có lựa chọn khác đâu, mình bắt buộc phải ăn thôi, chứ không ăn là không có sức để đi chơi. Bây giờ mình sẽ quay một vòng các món ăn ở đây cho các bạn tham khảo trước nè. Rất là nhiều món luôn ha. Ở trên đây có cả đồ mặn và đồ chay, cho nên là cô chú anh chị nào mà có ăn chay á thì mình vẫn có đồ ăn để dùng nha. Khu vực này là khu vực đồ chay đó mọi người. Còn bên đây là khu vực đồ mặn nè. Ở đây người ta có trưng bày một cái cối, có đá nè các bạn. Cái cối này dùng để xay bột, xay với xay đậu ngày xưa người ta hay dùng á. Bây giờ thì người ta ít dùng cái cối này lắm. Bên đây là quầy bánh ướt ha, còn đây là quầy bánh xèo. Bánh xèo này là bánh xèo theo kiểu miền Trung á. Wow, đói bụng quá mọi người ơi. Còn bên đây là một món rất là đặc biệt, cá sấu ha, cá sấu quay. Có nguyên cái đầu cá sấu luôn kìa mọi người. Cá sấu nướng chứ không phải cá sấu quay, mình nhầm. Ghê quá. Nhìn cái đầu con cá sấu thấy ghê quá. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lấy đồ ăn và ăn thôi mọi người ơi. Và đây là thành quả của bữa trưa ngày hôm nay của mình. Mời tất cả các bạn cùng ăn trưa với Khởi nha. Ăn trưa xong rồi, mình ra khu vực vườn hoa này các bạn. Ở đây được trồng rất nhiều các loại hoa, rất nhiều màu sắc. Và được trang trí thêm mấy cái tiểu cảnh nhỏ nhỏ cho mọi người chụp hình nữa nè. Như ở đây có một cái cối xe gió nè. Và bên đây có mấy cái cổng hoa cũng rất là đẹp luôn. Chỗ này quay phim chụp hình thì rất là chill luôn ha. Cộng thêm cái không khí ở ngoài này nó mát lắm các bạn. Ở dưới kia có một cái mô hình cabin cũng được làm bằng hoa luôn. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Hoa khổng tú cầu rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi xuống khu vực check-in. Khu vực rất đặc biệt, chỗ này sẽ có cột mốc độ cao của đỉnh núi Bà Đen. Chào các bạn ha, đây là cái cột mốc rất là quan trọng, nơi đặt cái biểu tượng độ cao của đỉnh núi Bà Đen. Như các bạn có thể thấy ở đây là cái độ cao của nó là 986m. Nhưng mà mình thấy ở trên kia nó còn cao hơn, nhưng mà người ta đặt cái bảng này ở đây là sao ta? Ở trên kia nó sẽ cao hơn hả? Cái hình tam giác chữ màu vàng rất là đẹp luôn ha. Đứng ngay khu vực này các bạn có thể nhìn ra bao quát xung quanh của ngọn núi luôn. Và đặc biệt là mình sẽ thấy được tuyến cáp treo kéo từ chân núi lên trên đỉnh núi. Rất là đẹp luôn đó mọi người. Như vậy đến đây là mình đã khám phá toàn bộ khu trên đỉnh núi Bà Đen rồi đó các bạn. Phải nói là không khí trên này thật tuyệt vời, được đầu tư rất đẹp, tượng Phật Bà thì rất hoành tráng. Nhưng ở mình vẫn thấy ở đây còn rất đơn điệu. Hy vọng là trong thời gian tới, nơi đây được đầu tư phát triển nhiều hơn để cho du khách trải nghiệm như các khu trò chơi hoặc là khu công viên nước. Như vậy thì sẽ thật sự hấp dẫn để họ có thể quay lại nhiều lần chứ không phải là một lần khi đến đây. Video đến đây cũng khá là dài rồi, còn khu chùa Bà nữa, nhưng mình sẽ phát ở tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến phút cuối. Xin chào và hẹn gặp lại.